Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và theo như từ đầu clip đến giờ thì chắc hẳn các bạn đã đoán ra được nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đó là gì đúng không nào? Vâng, đó chính là chiếc Robomaster S1 này. Rất là to. Và như các bạn đã biết thì DJI đã làm rất là tốt trong những cái mảng như là drone, flycam hay là gimbal, từ những chiếc gimbal siêu nhỏ, những gimbal điện thoại, gimbal camera hay là bây giờ action cam. Thì bây giờ họ đã lấn sân sang cái mảng robot. Và đây chính là chiếc robot đầu tiên mà họ sản xuất, Robomaster S1. Và con robot này thì được trang bị cho chúng ta rất là nhiều thứ, ví dụ như là FPV camera này, các cái ngôn ngữ lập trình AI và các cái chế độ chiến đấu solo hoặc là nhiều người chơi với nhau. Ngoài ra thì con robot này còn được trang bị rất là nhiều cảm biến xung quanh mình, cộng thêm vào đó là hệ thống dẫn động 4 cầu giúp cho nó chuyển động vô cùng linh hoạt trong rất là nhiều những cái địa hình khác nhau. Và ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, chúng ta hãy cùng đập hộp ngay con robot này để xem là màn thể hiện của nó thế nào nhá. Ok, và đầu tiên thì trong hộp của chúng ta sẽ có một cái cuốn như thế này. Để trong này là những cái thẻ để cho chúng ta có thể lắp ráp thành những cái mục tiêu để cho chiếc 1S của chúng ta bắn đó. Và còn nữa đó là một cuốn hướng dẫn sử dụng. Đây. Hướng dẫn sử dụng của chúng ta. Lát nữa thì chúng ta sẽ cần những cái quyển này để mà lắp ráp con robot. Và tiếp theo thì ở đây, đi từ bên ngoài vào đi, chúng ta sẽ có một cái hộp. Đây là ốc để cho chúng ta có thể bắt vào những chi tiết của con robot này. Tiếp theo, đây chúng ta sẽ có bánh, những bánh xe, những bánh xe nhỏ, những cái nắp. Đây là cái gì? À, cái này để chúng ta có thể lắp bánh xe vào này. Lát nữa chúng ta sẽ lắp và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Những cái đai để kết nối bánh xe lại. Rất là hay. Cao su. Một lọ keo. Đây là đốc sạc pin cho chiếc Robomaster S1. Cái gì đó nữa tôi không rõ. Và trong hộp sẽ kèm theo cho chúng ta đó là một chiếc kính. Rất là cẩn thận. Một chiếc kính trong chúng ta dễ dàng có thể lắp ráp những cái chi tiết này lại. Chúng ta làm bánh này. Đó. Bỏ những chiếc bánh xe này sang một bên. Một cuộn băng keo. Tiếp theo trong này đó là dàn motor. Rất là nặng. Và đây là những chiếc motor không chổi than, có tuổi thọ rất là cao và hiệu suất hoạt động cũng rất là cao nữa. Đây là những cái trục bánh xe đó, cứ để vào đây. Tiếp theo đó là những, đây là một cái mạch để cho chúng ta cắm những cái rắc của chúng ta lên, cắm những cái dây motor thử lên đó. Motor nguồn, xong rồi là USB này, nó rất là nhiều. Đây gì nữa nào. Họ đã trang bị cho chúng ta một chiếc tua vít và một lọ, đây là đạn gel nha các bạn, đạn gel để chúng ta ngâm vào nước. Và theo như nhà sản xuất nói thì chúng ta sẽ phải ngâm 4 giờ trong nước để đạn nó nở hết ra.
Ok. À, trong này chúng ta sẽ có một cục pin. Pin cho chiếc Robo S1. À, một sợi cáp nữa. Cáp để sạc pin ha. Ok. Vẫn còn, trong hộp của chúng ta vẫn còn. À, đây mới là cái hay này. Ok. Rất là vất vả để lôi nó ra. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có ở giữa này là cái trục motor. Motor của chúng ta. Đó. Gắn cái súng lên đây và camera FPV của chúng ta sẽ gắn lên đây. Để tạm sang một bên. Đây chính là cái súng laser của chúng ta và cũng có thể bắn ra đạn gel nữa. Đó. Rất là giống cái xe tăng ha. Đây là hộp chứa đạn này. Hộp chứa đạn. Lại là một cái gì nữa này. Không rõ, lại là bóc ra. Đây là thân của con Robo. Chiếc camera FPV của chúng ta siêu nhỏ ở đây. Chiếc camera này có khẩu độ là f2.4 và góc mở lên 120 độ. Rất là rộng. Đó, sẽ để ra đây. Và đây là những cái cảm biến, những cái đèn báo xung quanh. Một cái nắp nhựa nữa. Đây là những cái sợi cáp. Sợi cáp. Lại những cái ốp nhựa. Rất là nhiều chi tiết. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắp ráp cái con robot này. Chà, công đoạn khó khăn này. Ok, và bây giờ thì sẽ đến công đoạn là lắp ráp cái con robot này. Quá là nhiều chi tiết cho chúng ta. Nhiều chi tiết quá. Trong lúc mà chúng ta lắp ráp thì tôi sẽ cắm sạc cái cục pin này trước. Để lắp xong còn có cái để mà quẩy.
ra sau khoảng độ 4 tiếng đồng hồ lắp ráp thì bây giờ tôi đã lắp ráp thành công con Robot Master S1 này. Bây giờ chúng ta hãy cùng connect và active con robot này và để cho nó tự hoạt động xem là như thế nào nhá. Thì tôi sẽ bật nó lên. Này, khi nó sẽ ở đằng sau này. Cái cách bật thì cũng giống như là bật những chiếc flycam khác thôi. Máy đang cân chỉnh lại mọi thứ motor để hoạt động. Ok, cái âm thanh rất là hấp dẫn của DJI. Chúng ta sẽ phải cài một cái app tên là Robot Master, đều có ở trên App Store hoặc là CH Play. Kết nối rất là nhanh luôn, nhìn rất chi là xịn sò, rất là nhiều đèn như là cảm biến các thứ xung quanh mình luôn. Bây giờ tôi sẽ active cái con robot này. Ok, vậy là đã active xong. Rồi, vậy là đã active thành công robot của chúng ta. Đúng rồi, là chúng ta sẽ để con robot này lên để làm cái gì đó. Kali, chắc đây là Kali Racing. Rồi, ok. Có vẻ như rất là nhạy. À, bên này là đầu, bên kia là đít ạ. Tất nhiên là nên cho sống đất. Nên cho là sống đất. Và vừa xong là clip đập hộp cũng như là lắp ráp với con Robot Master S1 này. Và cái clip tiếp theo thì chúng mình sẽ làm về test cái tính năng cũng như là khả năng hoạt động thực tế của con robot này. Và các bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe phía dưới và để lại bình luận để cho chúng mình biết rằng là ý kiến của các bạn về cái sản phẩm này như thế nào nhá. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.